Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái miền Bình Dương xin mến chào quý chú, cô chú, anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các câu chuyện, phải nói rất đau lòng. Rất nhiều người cha người mẹ ở tất cả các tỉnh thành về đây cầu cứu báo tin đội hiệp sĩ Nguyễn Thái miền Bình Dương tìm những người con thân yêu của mình bỏ đi mất tích các bạn. Ở đây tiếp tục là một cái câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú, anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin chào anh chị. Anh chị có thể giới thiệu là anh họ tên là gì và chị họ tên là gì, mình đang hiện nay nguyên quán ở đâu và sinh sống tại đâu ạ? Em tên Trần Văn Nho, ở ấp 5-6 quận 7 huyện tỉnh Hậu Giang. Rồi. Xin phép chị có thể chị giới thiệu là chị họ tên là gì chị? Em Trần Cẩm Trinh ở ấp 5. Thạch Cẩm Trinh. Trần Cẩm Trinh. Trần Cẩm Trinh. Ấp 5-6 quận 7 huyện Hậu Giang. Dạ, hai vợ chồng hiện nay đang cư trú tại đâu ạ? Tân Hiệp 25. Dạ, Tân Hiệp Bình Dương ha. Dạ. Rồi. Anh chị có thể nêu rõ cái câu chuyện tại sao hôm nay anh chị về Bình Dương này để báo tin đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương, là cái câu chuyện là cụ thể làm sao? Cụ thể là câu chuyện hôm nay mình về nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương là cái gì đây ạ? Nói lớn Về tiếng này. Bình Dương gần đây ha, mà nhờ tìm con em giùm. Nhờ tìm con giùm ha. Rồi. Em có thể em cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được cái tấm hình trên tay của em ấy, là con gái của em họ tên đầy đủ là gì? Con gái em tên Trần Ngọc Quyên. Trần Ngọc Quyên, Quyên đúng không? Trần Ngọc Quyên. Quyên. Nguyên hả? Quyên. Quyên. Quyên, Quyên, Quy đúng Quyên. không? Dạ. Rồi. Năm nay con gái em nhập bao nhiêu tuổi rồi? Nó tên 19 tháng 9 2006. 2006. Tết này 8 tuổi. 2006 là tuổi Tuất đúng không? Dạ. Năm nay 2022. Con em bỏ nhà đi đến giờ phút này là bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày rồi? Nó đi hồi 25 tháng 12 năm 2021. 25 tháng 12, dạ. Vị trí đến giờ phút này là hơn một năm qua rồi. Em con của em trước thời điểm mà bỏ nhà đi như thế này hơn một năm qua là còn học không? Không, nó nghỉ học là hai mẹ con em lên đây làm hồi 25 tháng 11 là lên đây làm. 25 tháng 11 năm mấy? Năm mấy? Năm 2021. Rồi lên đây là làm công ty Yusen, công ty gia công đế giày ở bên Hội Nghĩa. Rồi làm được một tháng rồi tới ngày tối 25 tháng 12 là nó đi á. Tối 25 tháng 12 là khoảng mấy giờ? Khoảng 8 giờ rưỡi. 8 giờ tối. Dạ. Là hơn 8 giờ là 22 giờ 30 phút là ngày mấy? Dạ. Ngày mấy? Ngày 25 tháng 12. 25 tháng 12 2021. Dạ. Đúng không? 25 tháng 12 đúng không? Dạ. Vậy thì là đi đến giờ phút này là mới có một năm hơn mấy ngày thôi. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là một năm rưỡi đúng không? Dạ. Rồi, con của em trước khi đi ấy, là bỏ nhà đi là đi tại đâu? Xuất phát bắt đầu đi tại 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 đâu? Ở địa chỉ gần chợ Tân Hiệp á, không biết ở đó chợ Tân cái Hiệp gì ở đâu, em nói rõ địa chỉ cụ thể. Chợ Tân Hiệp Bình Dương á, chợ Tân cây Hiệp xăng Quỳnh Gia, ở cây xăng Quỳnh Gia ở Bình Dương ở đúng đó không? Đó. Dạ. Rồi ở Bình Dương đúng không? Dạ. Rồi con của em trước khi bỏ nhà đi này có đem theo tài sản hay cái gì đi không? Không, chỉ có cái điện thoại à. Điện thoại gì em? Cái điện thoại Oppo mà cũ rồi. Con này không có giá trị. Dạ. Trước đây là con của em nó thường xuyên bỏ nhà đi này bao giờ không? Không. Trước cái thời điểm con em bỏ đi là ở nhà có chuyện gì không? Không, không có chuyện gì. Không có chuyện gì? Dạ. Tự dưng bé bỏ đi. Em đang nghi ngờ điều gì mà? Hỏi mẹ cho con đi chơi đi. Là ngày mai là chủ nhật đó, nói thôi ở nhà đi. Mà em nói mà em ngồi quay vô phía trong á. Rồi làm nói ở nhà đi mẹ làm đồ ăn nè, con xuống con làm đi rồi mẹ giặt đồ. Nói vậy rồi nó im ru nín thinh rồi nó đi nào. Đi ra là đi mất tiêu rồi. Gọi là gia đình nhà mình hoàn toàn là không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Con gái em trước thời điểm bỏ đi là hai mẹ con làm chung công ty đúng không? Làm chung. Hàng tháng này thu nhập về bé có về đưa tiền cho em không? Hai mẹ con mới lên làm chưa lãnh tiền. Chưa được lãnh tiền. Dạ. Những cái ngày tháng mà em thấy con gái em đi làm chung như vậy, em thấy cái tâm lý biểu hiện của bé có bình thường không? Cũng bình thường nhưng mà cái tánh nó hồi nhỏ lớn nó ngang bướng lắm. Ngang bướng lắm à? Dạ. Anh nhìn mắt này thấy hồi, cũng ngang rồi đó nhưng mà. Nó ở nhà nó hỏi em mẹ ơi cho con đi làm, hỏi đi làm gì? Nó đi làm với cái ông đó đó, ông kêu con đi làm, hỏi làm gì đấy, nó bán ma túy. Ồ. Cái con mới nói trời ơi làm cái đó không có được, mình nghèo mình không thẳng từ từ mà mình có tiền, làm đó tiền nhiều mà ăn ngủ không ngon, có tiền làm gì vậy rồi thôi. Con của em ấy chia sẻ cái câu chuyện mà có một người đàn ông khác về dụ dỗ đi bán gọi những chất kích thích đó là lâu chưa, trước thời điểm bé bỏ nhà đi lâu không? Là lúc còn ở nhà khoảng ở nhà là ở quê hay đâu? Dạ, ở quê đúng không? Ở dạ. Hậu Giang đúng không? Dạ, nó kể cái ông đó là ở quê cũng cùng ở cùng quê đó. Ông đó. Lớn tuổi không? Cái ông nó khoảng 40 ngoài tuổi, nó có con coi hình là coi ông đó. Hơn 40 tuổi là ngang tuổi với mẹ với vợ chồng em rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, thì trong thời điểm đó thì bé còn chia sẻ gì nữa không?
Rồi cái em hỏi ở đâu mà mày biết ổng, cái nó nói quen biết ổng trên mạng á. Là hình như ở xóm đó là nhỏ nhỏ tuổi gì là ai cũng biết ổng trên á. Nhưng mà em đã xác minh chưa? Nó kể vậy thôi. Kể nhưng mà em thực sự là em chỉ nghe qua chứ em không để ý lắm đúng không? Không, không có để ý mà cũng không biết gì trong điện thoại luôn, cũng không biết. Con của em những ngày đi làm việc cùng em tại Bình Dương thì bé có chia sẻ những câu chuyện mà vui buồn trong cuộc sống gì không em? Không. Không à? Dạ. Không có biểu hiện gì, hàng ngày là đi bằng phương tiện gì? Đi bằng cái xe đó đó. Xe đó là xe gì? Hai mẹ con cái chở nhau hả? Xe dạ. Xe xì rút, hai mẹ con chở nhau. Dạ. Sáng mấy giờ đi mà chiều mấy giờ về? Sáng 6 giờ mấy đi, 6 giờ rưỡi đi là vô, 7 giờ rưỡi vô làm. Đến giờ phút này con em đi là ngoài 1 năm rồi. Dạ. Đúng không ạ? Em đã tìm hiểu con em có những thông tin gì chưa? Gần đây có nhắn tin, với nó được. Nhắn tin nó vẫn trả lời. Nhưng mà nó không nhắn tin là nhắn tin bằng số điện thoại. Dạ, không nhắn tin bằng Zalo á. Zalo hiện nay thì em có biết chính xác là con em còn xài hay người khác đang xài? Còn nó xài, còn. Nó để thấy. Có khi điện được nó, mà có khi mình nói chủ động nó điện mình hay là nhắn tin gì được cái gì rồi. Mà mình không có điện nhắn tin nó với nó tập được. À, vậy là em đang nghi ngờ con em đang điều gì? Em sợ nó dính vô ma túy rồi thôi. Hiện nay thì con em bị dụ rồi. Dạ. Nhưng mà các anh em hiệp sĩ Bình Dương chưa khẳng định được con em đang bị dụ lý do gì và dụ đi đâu. Bởi vì không một lý do gì một người con tuổi đời cũng rất nhỏ đúng không, đang theo sự giám sát và sự dạy dỗ chỉ bảo của gia đình, của ba mẹ, của người thân mà bỏ nhà đi đến giờ phút này bạch vô âm tín hơn một năm qua, điều đó là bất thường. Có nhắn tin được, có điện được, nhưng mà lâu lâu quá, bây giờ cũng nhắn tin được nó không về, nhắn tin được nhưng không về. Khi hai mẹ con nhắn tin trò chuyện thì hiện nay con gái em có chia sẻ là tại lý do gì hoặc là con em đang làm tại ở đâu không? Nó nói tùm lum hết trơn, họ cũng không biết đường đâu mà không biết nó nói cái nào đúng nữa. Vậy là nói chuyện tùm lum nhưng em có hỏi cụ thể không? Hỏi nhưng mà nó nói chỗ này nay, chỗ này mơ chỗ kia, nó nói cụ thể là con em làm gì? Nó nói bây giờ nó đang làm ở vũ trường. Vũ trường? Dạ. Em có tin điều đó không? Không tin đâu. Không tại tin. Vì cái tánh nó nói không có đúng. Em không tin nhưng mà anh có phần nào là anh tin? Bởi vì con gái em chia sẻ như thế này, cái thứ nhất là em chia sẻ là con em thuộc dạng là ngang bướng so với người khác. Dạ, so với các bé khác. Ngang bướng từ nhỏ. Đúng không? Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là con em cách đây một thời gian rất dài trước khi bỏ nhà đi là con em đã chia sẻ là quen một người trên mạng và hơn 40 tuổi đã chia sẻ là buôn bán chất hàng cấm rồi. Dạ. Là con em đã có tư tưởng rồi. Nha. Dạ. Nó đã có tư tưởng như vậy, mục đích thì chưa biết là nó thực hiện khi nào nhưng mà nó đã có tư tưởng như vậy. Tư tưởng không lành mạnh. Vì vậy bây giờ là con em đang nói là đi làm vũ trường, phục vụ quán bar hoặc karaoke hoặc massage, điều đó có thể xảy ra bình thường. Đúng không ạ? Con em không phải là đứa hiền. Dạ. Đúng không? Ừ. Tại sao em nhắn tin cho con em không nói là con ở đâu, con báo tin cho ba mẹ để ba mẹ biết không? Dữ lắm luôn. Nhưng mà nó không có nói. Những cái dòng tin nhắn trạng thái đó em thấy là con em có bình thường không? Và cái những dòng trạng thái này em nghi ngờ là con em có bị kiểm soát không? Nó bị người ta dụ, người ta nhớ. Những cái dòng tin nhắn đó em có nghi là con em nhắn tin hay người khác nhắn tin không? Có. Em nghi rằng là điều gì? Nghi là chắc nó nhắn tin đó, nhưng mà kêu mấy chỉ thì chỉ cũng nó cũng không chỉ, mà dụ nó về nó cũng không chịu nữa. Vậy là em đang nghi ngờ là con em thực sự là nhắn tin cho em chứ không phải người khác. Dạ. Trong cái dòng trạng thái nhắn tin nó có từ nào nó có sợ hãi ở trong cái dòng tin nhắn hay không? Nó có sợ hãi không? Không. Sợ. Hiện nay con em bỏ đi đến giờ phút này là 1 năm hơn rồi. Em đã trình báo cơ quan công an chưa? Có bữa đó tối 25 là sáng 26 là em đi ra xã Tân Hiệp báo. Mà có hai cái chú đó, chú nói ôi ít bữa nó đem cháu ngoại về cho bà nuôi chứ gì. Rồi ổng nói vậy rồi thôi à. Rồi em thấy ổng không có ý giúp mình rồi thôi nên em không có người ta nói không nữa, có nhiệt tình. Không, người ta nói giỡn đâu, không có nhiệt tình ha. Dạ. Dù rằng trong cái câu chuyện này bí ẩn như nào nhưng mà người ta không có nhiệt tình lắm ha. Dạ. Rồi hiện nay em đã tìm con em ở những đâu rồi? Ở đây em không biết ở đâu chứ nên không có dám đi đâu tìm chứ. Ừ. Chỉ biết chỗ làm thôi à, chứ không biết ở chỗ nào nữa chứ. Hiện nay thì mình có là mình chưa có tìm ở đâu cụ thể. Dạ. Đúng không? Dạ. Hiện giờ cũng nhắn tin cho nó được đó nhưng mà kêu nó chỉ địa chỉ nó không chỉ. Ở quê nhà mình nhá, em đã tìm hiểu các bé ngang tuổi con em là có ai bỏ nhà đi, có bé nào bỏ nhà đi giống như thế này có nhiều không? Có. Nhiều không? Có một đứa. Một bé. Cha mẹ nó bắt lại. Bắt lại được. Giờ lại có đi tiếp không? Bây giờ không có đi. Còn con nhà mình lần này là đi, lần này là cũng hơi bị dài. Mới đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương cũng đăng tải thông tin đã tìm được một bé quê quán là tầm mãi Tây Nguyên,
Bà đã bỏ nhà đi đến giờ phút này hơn 3 năm qua rồi. Thì vừa rồi là bé đã cũng quyết định cực khổ quá rồi, nhảy bỏ trốn thì ra cầu Hoa là tại Biên Hòa. Thì rất may mắn là được một số anh em ở đấy cứu vớt và đã sống. Và các anh em đây đã cho bé trở về nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Và hiện nay thì cũng chưa biết được cái tâm trạng của bé làm sao, bởi vì lâu nay cũng không có liên hệ cùng với gia đình. Câu chuyện con của em thì anh thấy thực sự anh không chê trách gì, nhưng mà anh thấy rất nhiều điều con em nó ý tưởng không lành mạnh ngay từ những thời gian đầu. Vì vậy cho nên là có thể là bé sẽ dính vào những con đường tệ nạn xã hội, hoặc là đang chơi bời với một số đối tượng xấu. Vì lý do như vậy thì con em vẫn nhắn tin được về nhà, nhưng mà thực sự là không muốn chia sẻ cho gia đình, đúng không ạ? Hai vợ chồng em hôm nay này thì về đây để cầu cứu nhờ đội hiệp sĩ của thầy Bình Dương đăng tải thông tin tìm người con của em bỏ đi. Họ tên đầy đủ cụ thể là gì em? Con em họ tên đầy đủ là gì? Con đây là Trần Ngọc Nguyên, Sinh ngày sinh tháng năm. ngày 19 tháng 9 2006. Rồi. Hôm nay hai vợ chồng em, anh mong muốn nhất em nói một câu chuyện gì thực sự là tình cảm nhất dành riêng cho con em, để con em xem được con em thương cha mẹ mình, con em sớm quay trở về đoàn tụ cùng gia đình. Con ở đâu, con về với cha mẹ đi, cha mẹ khổ quá rồi, nhớ con quá trời. Rồi mời em là mẹ, em có thể em chia sẻ cái câu chuyện mà cảm xúc, tình cảm mẹ con để con em hiểu được cha mẹ Ok, thương con con ở chừng nào. đâu, con về đi con. Về với mẹ đi con. Đến giờ phút này rất nhớ rồi, đúng không? Dạ. Chưa biết là hiện nay sức khỏe, tình trạng, tính mạng, đúng Cha không? mẹ khổ lắm rồi, ở đâu con về đi. Sự câu chuyện này rất đau lòng. Thôi, cuối video này, thực sự câu chuyện này nếu mà để chia sẻ còn rất dài, nhưng mà hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được cái video này, hãy chia sẻ nhiều hơn nữa, đăng ký kênh để ủng hộ các anh em ở đây, và cũng chia sẻ lan tỏa mục đích chính là cho hai vợ chồng em gái, và hai vợ chồng sớm tìm được một bé gái sinh 2006 như thế này, để bé sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình, bởi vì bé đi đến giờ phút này là hơn một năm trôi qua rồi. Ở cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Thái Bình Dương xin gửi lời chúc lời chào sức khỏe đến các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của anh chị.